Tôi xin chia sẻ bài học của mình sau khi đọc những cái trang đầu trong cuốn sách Trải nghiệm khách hàng xuất sắc của tác giả Nguyễn Dương. Thì thực ra thì trước khi đọc cái cuốn sách này, tôi có follow tác giả Nguyễn Dương. Thì tôi thấy tác giả là một cái con người cũng là tuyệt vời, rất là sâu sắc, mới viết ra được cái cuốn sách tuyệt vời như thế này. Và ngay trong cái trang đầu ấy, kể về cái câu chuyện mà gì ạ, một người đàn ông mà gì ạ, ông ta sẽ phải bay về quê hương gấp vì đứa cháu sắp qua đời. Và ông ta nhanh, thật là nhanh bắt cái chuyến bay gần nhất để có thể trở về quê hương. Nhưng mà có một cái điều không may xảy ra, đó là bị tắc đường và ông ta đến chậm 12 phút. Ông ta đã ngồi quỵ xuống cái chỗ sân bay và ông ta đã khóc. Vì ông ta biết rằng là mình đã không thể mà lên được cái chuyến bay để mà trở về quê hương, để mà chia sẻ, để mà gặp cái người cháu trong những giây phút cuối cùng. Nhưng mà chuyện gì xảy ra các bạn có biết không? Có một người đàn ông, đó là gì ạ, phi công của chuyến bay đấy, gì ạ, đã ra và vỗ vai người đàn ông đấy và nói rằng là gì ạ, chuyến bay đã không bay khi mà ông gì ạ, đã chưa có mặt ở trên cái chuyến bay đấy. Và thực sự đây là một trong những cái câu chuyện mà nó rất là chạm đến mình, và nó giúp cho mình có một cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Và nếu mà về theo cái nguyên tắc trong cái ngành hàng không ấy, thì phi công sẽ không được tự ý dừng cái chuyến bay, đúng không? Nhưng mà gì ạ, ông ta đã chờ đợi cái người đàn ông này và gì ạ, để chậm 12 phút để cho ông ấy có thể là lên chuyến bay và có thể là về quê hương. Có những giây phút cuối cùng với người cháu của mình, thực sự nó không còn là một trải nghiệm xuất sắc, nó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và tôi biết rằng ở trong cuốn sách này sẽ còn rất là nhiều điều tuyệt vời nữa. Và tôi biết rằng ở trong cuộc sống này thì tôi cũng là một gì ạ, một người mà sẽ mang lại trải nghiệm xuất sắc cho những người xung quanh tôi, giống như một cái người phi công này đã mang lại cái trải nghiệm tuyệt vời cho người đàn ông. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.